Hello cả nhà yêu ơi, bây giờ cả nhà hãy cùng Hailey và chồng Hailey đi ăn bò bếp steak nha. Lâu rồi không có đi ăn. Kể cả nhà nghe chuyện này nè, hai chồng rất là nghèo luôn, hết tiền rồi cả nhà ơi. Còn có 100 đô cuối cùng thôi, nhưng mà cũng phải đi ăn. Còn có 100 đô cuối cùng để sống thôi mà cũng gắng đi ăn nữa là hiểu rồi đó. Trời ơi, hai chồng hết sức nói mà. Cái này gọi là nghèo mà phải nghèo cho tới bến luôn á. Người ta làm YouTube có tiền, tôi làm YouTube hoài không thấy một đồng nữa trời. Buồn giả mà. Go to your mobile store later? Yeah. By the time we come out, they're probably closed. No. Ai cùng đi ăn với steak với Hailey nha. Hi guys. Hello. Inside booth? Yeah. Of course, your service is going to be right with you guys, okay? Okay. Em ngồi bên đây em nè. Em ngồi bên đâu cũng được. Bên nào anh tiện phòng em. Để mình kéo bên người ta. Hả? Để mình kéo bên người ta. Oh. It's supposed to be like selfie, right? Ồ, vậy là đúng không? Ngồi vậy được không? Không sao đâu, anh đâu có sợ đâu, anh sợ không? Không, mình chích thương ngừa, sợ gì? Hả? Rửa tay nha cả nhà. I can eat the prime rib, huh? It's too raw. Huh? It's too raw. It's too raw? Yeah. And your beef. Nhìn cả nhà, ngon không? Ở đây nó có nhạc á cả nhà, cho nên nó thế nào cũng bị YouTube nó chửi. Cái menu của nó rất là đơn giản cả nhà, chỉ có bốn trang thôi, không có cần nhiều, không có cầu kỳ, không có cần nhiều. Bữa nay được ngồi ghế này ăn, không có ngồi trên xa lăng nữa. Sướng ghê, cảm giác mình như là người bình thường nha. Không có cảm giác là một người bệnh hoạn cả nhà. Thế là mặt con Hailey dạo này thấy mập mạp lên hả cả nhà ha. Mấy cái video hồi năm ngoái nhìn nó vẫn còn bệnh hoạn. Which one are you getting? Getting the Outback style prime rib, 16 ounce. How about style? I get 12 ounce. You gonna get the same thing? Should I get classic prime rib? Yeah. I don't know, it's you. Is it the one I normally eat before? I have no idea. It's been a while since we've been here. Back in the day, always ordered. I don't know. Well, since you get the Outback style, I'll get classic. Okay. I can hardly hear music. I hope YouTube can scan it. Yeah, I don't know.
Ok cả nhà, Hailey ăn cái chồng Hailey là ăn cái này nè. Hailey ăn cái này. What kind of sides are you getting? Sides? Yeah. Salad. Any... Salt salad or Caesar, huh? Do we have any questions with the menu? Oh, no, we're ready. I'm ready to order. Ready? Perfect. I'll get the Outback style prime rib. All right. 16 ounce, medium rare. And then she'll have the classic prime rib, 16 ounce. No, 12. 12? Yeah. Okay, 12 ounce. Sounds good. Medium rare. Rare? Rare. Oh, she wants rare. Rare, okay. Mình cầm cái menu rồi, bây giờ mình rửa tay lần nữa cả nha. Thèm cái gì là ăn cái đó cả nhà ha. Hay thì đã trải qua bệnh hoạn sống chết thèm lắm, đến nỗi một cái cục kẹo quảng cáo trên TV Hailey cũng rất là thèm lắm luôn, nhưng mà lúc đó là cái gì, là cái miệng của Hailey đang chiều một cái ống bột á, cả nhà hiểu không? Lúc đó Hailey thèm lắm nhưng mà tối ngày là ăn bột không à, cho nên bây giờ thèm cái gì là ăn cái đó, hết tiền cũng vẫn ăn luôn. Rồi ăn bánh mì, anh lấy bánh mì ra, lấy bánh mì ra cho em. Bánh mì này là cả nhà ơi, rất là ngon, rất là mềm mà nó có cái vị ngọt ngọt trong đây, và mình sẽ ăn nó với bơ. Cái miếng đậu nó đau quá à. Butter for you is here. Bánh mì này là mình ăn thoải mái, cả nhà ăn hết rồi họ có thể cho cả nhà thêm nữa. Cả nhà ăn như nào, cả nhà thấy ngán thì thôi, chứ không có tính trong tiền bill nha. Ngon à.
nhưng mà mình không có tham lam, mình ăn vậy đủ thôi. Còn cái mình ăn steak chứ mình ăn nhiều quá là no. Mình mua steak đó cả nhà, họ cho mình thêm hai món ăn phụ nữa chứ không phải là mình mua steak không. Thế thì ăn phụ là một cái dĩa salad riêng. Món ăn phụ thứ hai là bông cải luộc á, broccoli á, bông cải xanh á. Nếu cả nhà không thích ăn mấy cái đó thì cả nhà có thể order thêm khoai tây chiên nè, hay là súp nè, hay là nó có những cái món ăn phụ khác á. Cho nên mỗi một cái steak là mình được hai món nữa nha cả nhà. Would you like some more bread here? Or we're good for now. Good for now. Thank you. Yeah. Are you taking a picture or not? Huh? Sorry, taking a picture or no? Yeah, for you, yeah. Đây. Đây là món salad của Hailey nè nha. Đây là món salad của Hailey. Nó có tới mấy loại là, nhưng mà Hailey ăn cái loại này. Chồng Hailey nè. Cái này là không có tốn tiền nha cả nhà. Say hi cả nhà, anh kìa anh. I'm trying to get you your selfie stick. Anh kiếm đi nát cái Amazon, không có cái tốt hơn. Hải Lì thì không có thích ăn cái này đâu. Cái này là bánh mì cứng cứng đó cả nhà. Người ta thích ăn lắm. Nhưng mà bánh mì này cứng cứng nè. Không biết tại sao người ta rất là thích ăn. Còn Hải Lì ghét ăn, giả ăn. Chưa bao giờ Hải Lì lại thích ăn đó. Và bánh mì này nè. Ghét lắm, không ăn được. Còn ở trên là phô mai, ở trên là cheese. Mời cả nhà nha. Like you're born in America, but you never did. My dad, even though he is vegetarian, but then he dropped off my mom and I in here and sit here with us. He ate steak? We eat steak and he eating bread. He loves it, like go experience everything in America, even lobster too. Đang ăn mà không có được vui cả nhà, tự nhiên nhớ tới ba thấy liều không? Thấy gì mà ăn vậy á, rồi chầm thấy gì tối đó sẽ không ngủ. Thank you. Đây là của Hailey nè. Em cả nhà.
You said you want rare. I don't know why you did. But we always get medium rare. Yeah, when you had a House of Prime Rib or something. No, cái bông cải xanh ở đây nha cả nhà là không phải họ luộc bình thường cả nhà hiểu không? Họ luộc cái cách làm sao mà ăn rất là ngon luôn, nhưng có cái vị muối ở trong á, nhưng mà cả nhà cắn vô nó có cái vị ngọt ngọt mặn mặn rất là ngon luôn. Thấy là cực kỳ ghiền ăn cái cải này ở đây nè, nhưng mà thấy là về nhà bắt trước làm á thì không có giống. Do you need help cutting it? Can we cut it for you? Anh thấy hình như nó hơi sống hả? That's rare. Why you sound so scared of it now? If you're asking that it's raw or not. Tại vì em sợ sống em bị ấy. That's why I said medium rare. Nó kêu có nó nóng lại hả? Did they do that? Yeah, they do. They can reheat it. Ăn thử trước đi. Em mới ăn rồi nó rất là dai, sống dai. Nó có crunchy, nó rất là dai luôn. Em ăn cũng được, nhưng mà em sợ đi nhiều lắm. Rất là dài. Vừa đau hàm vừa mỏi miệng. Well, my steak then? Không thêm bởi. How's everything going, guys? She's wondering if she can like make cook hers a little bit longer. Yeah, of course. And then and a bottle of A1. A bottle of A1 and cook it a little longer. Yeah, right? Thank you. To make it like, to make it look like mine. Medium rare now. Yeah. Medium rare. All right. Thank you. Let me get that for you, okay? Well, yeah, thank you. Cả nhà biết không? Tại vì nó dai quá. Hồi xưa thấy này ăn được, còn giờ bệnh ăn hết được rồi. Cái này nhai cái hàm đau lắm. Với lại á, ăn vậy chắc tối đi lắm. Con ăn đi. No, đừng có đợi em. Ari? Hả? Ăn
Mình cắt em anh nha. You want this or this? Sauce. This one? Anh ăn em muốn ăn đâu rồi kéo dữ là anh ăn đi. Mình nữa. Sao? Tại vì ăn của em. Cái này nè cả nhà, ăn bít tết á, cái này là cái sauce number one dành riêng cho steak only, dành riêng chỉ cho bò bít tết ăn mới ngon. Không biết làm sao mà họ chế cái sauce gì đó rất là ngon. Không có nói ngoài á, bít tết ăn không có ngon, không có vị. Xì nó ở nhà nó ngủ rồi cả nhà. Bạn Hải Ly thì ở ngoài vườn. Tối nay bạn Hải Ly chỉ thấy ngoài vườn thôi à. Mẹ mấy cái rau phải trồng á, lá nào lá đấy nó bự luôn rồi, rất là bự luôn. Better? Yeah, bố Hải Ly họ làm lại. Tại cái hàm nhai không nổi nữa rồi nhà ơi. Lực bắt đồng tâm. Yeah. Lực bắt đồng tâm. Còn có máu nè cả nhà. Mình chấm nước sốt này nè. Bên đây nè nó ngon không đây. Ăn cắt bên đây cho em nè, bên đây có gì một xí phần đồ đó. Từ ngày á Hải Ly ăn phân nửa. Còn phân nửa chừa cho chó Hải Ly. Chó Hải Ly nó cũng ăn sang nha nha. Ai cũng nói trời ơi mà lấy tuyết stick mình cho chó mẹ hả. Ồ mình ăn cái gì nó cũng phải ăn cái đó. Chứ mình nuôi nó mà mình không cho nó ăn những thứ mà mình ăn tội nghiệp nó lắm. Ăn dài không của em? Hả? Rất thích cho đồng ăn. Back in the day, as soon as you eat something, it hit you 2 minutes later, remember? Ăn này cũng nhớ Pinky nữa. I know. We'll get them. Cảm ơn cả nhà theo dõi, love you. Cái này là Hailey đem về cho chó Hailey ăn. Yay. Chó Hailey sẽ rất là ngon và thích đây. Hai chồng ăn nè.
68 đồng 49 sen nè, tip 20% nữa là 13 đồng 70 sen, có nghĩa là 82 đồng. 82 đồng chẳng.